Bạn đang nghe từ sách nói OK. Trong chương trình hôm nay, sách nói OK trân trọng giới thiệu quyển sách Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Không Diệt, Không Sinh, Đừng Sợ Hãi là một tác phẩm quan trọng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, mang đến cho người đọc một cái nhìn sâu sắc về bản chất của sự sống và cái chết. Cuốn sách là một lời nhắn gửi đầy tình thương và trí tuệ, giúp chúng ta vượt qua những nỗi sợ hãi và lo lắng về sự hủy diệt về sự biến mất và về chính sự tồn tại của mình trong tác phẩm này thích nhất hạnh giải thích một cách rõ ràng và dễ hiểu rằng mọi hiện tượng trên thế gian đều tuân theo quy luật vô thường rằng không có gì thực sự sinh ra hay biến mất hoàn toàn mà chỉ là sự chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác tư tưởng không diệt không sinh chính là cốt lõi của giáo lý phật giáo nhấn mạnh rằng chúng ta không nên sợ hãi trước cái chết hay sự mất mát bởi vì đó chỉ là một sự chuyển tiếp tự nhiên thiền sư dẫn dắt người đọc qua những câu chuyện những hình ảnh đầy ẩn dụ và sâu sắc để minh họa cho sự thật này chẳng hạn ông thường dùng hình ảnh của một đám mây khi đám mây biến mất nó không thực sự biến mất mà chỉ biến đổi thành mưa thành sông suối thành nước trong cơ thể chúng ta cũng giống như vậy khi một người thân yêu qua đời họ không thực sự biến mất mà chỉ chuyển hóa thành một hình thái khác vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta theo những cách khác nhau sự hiểu biết này mang lại cho chúng ta sự bình an và nhẹ nhàng khi chúng ta nhận thức được rằng không có gì thực sự mất đi chúng ta có thể đối diện với những nỗi đau mất mát và thách thức của cuộc sống một cách điềm tĩnh và kiên nhẫn hơn thay vì sợ hãi chúng ta học cách chấp nhận và yêu thương mọi thứ như chúng đang là biết rằng mọi sự chuyển đổi đều là một phần của cuộc sống vô thường không chỉ dừng lại ở lý thuyết thích nhất hạnh còn đưa ra những thực hành cụ thể giúp chúng ta áp dụng triết lý không diệt không sinh vào cuộc sống hàng ngày những bài tập về thiền định về hít thở và nhận biết hơi thở về sống tỉnh thức trong từng khoảnh khắc đều là những công cụ quý giá giúp chúng ta tiếp cận và thực hành sự vô thường một cách thiết thực cuốn sách cũng mang đến cho chúng ta một cái nhìn rộng mở hơn về cuộc sống về sự liên kết chặt chẽ giữa tất cả các hiện tượng chúng ta nhận ra rằng mình không tồn tại độc lập mà luôn liên kết với tất cả mọi thứ xung quanh sự nhận thức này khơi gợi trong chúng ta lòng từ bi sự biết ơn và sự tôn trọng đối với mọi sự sống không diệt không sinh đừng sợ hãi không chỉ là một tác phẩm về triết lý sống mà còn là một nguồn cảm hứng một người bạn đồng hành trên hành trình tìm kiếm sự bình an và ý nghĩa trong cuộc sống qua từng trang sách thích nhất hạnh đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về sự chấp nhận về sự hiện diện tỉnh thức và về tình yêu thương vô điều kiện cuối cùng cuốn sách là một lời mời gọi chúng ta sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc biết rằng mỗi khoảnh khắc đều là một phần của sự vĩnh cửu không có gì thực sự mất đi mà chỉ chuyển đổi và tiếp tục tồn tại theo một cách khác đây là một tác phẩm không thể bỏ qua đối với những ai đang tìm kiếm sự bình an sự hiểu biết sâu sắc và sự giải thoát khỏi những nỗi sợ hãi và lo lắng trong cuộc sống sách nói ok tin rằng các bạn đã tìm ra chiếc chìa khóa mở cửa thành công cho cuộc đời mình sau khi đọc xong nghe xong quyển sách này sách nói ok mong rằng quý vị đến nhà sách tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản theo tinh thần uống nước nhớ nguồn của người việt nam ta sách nói ok chúc quý vị nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành đạt hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau sách nói ok